Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Mình là Nguyễn Tuấn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một bức tranh phong cảnh biển bằng màu nước với những kỹ thuật đơn giản nha. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bút chì để vẽ một nét ngang làm đường chân trời và thêm một nét xiên để làm một cái đường phân chia mặt đất và mặt nước. Rồi, khá là đơn giản và chúng ta sẽ sử dụng nước để lấy màu ra. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng màu xanh da trời để mình tô bầu trời và sử dụng nước để tán màu ra. Thì ở phần vẽ bầu trời này thì mình lưu ý là mình sẽ sử dụng nước khá là nhiều. Nên là các bạn nhớ là phải sử dụng băng keo giấy để dán giấy thật là kỹ. Nếu ở phần nào mà các bạn thấy màu chưa đủ thì chúng ta có thể là bỏ màu vào. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng khăn giấy để chấm tạo mây. Khi mà khăn giấy hút những phần nước thì nó sẽ tạo ra những cái vệt trắng. Thì chúng ta sẽ cố gắng sắp xếp tạo thành những cái mảng mây. Rồi, nếu mà mình muốn cho những cái đám mây nó sẽ có lớp sáng hơn thì mình sẽ chậm vào trong những cái phần đầu của những đám mây. Mình sẽ chậm thêm nhiều hơn để cho nó càng hút nước ra nhiều á thì cái phần đó sẽ trắng hơn nữa nha. Rồi, vậy là tương đối cái bầu trời của mình đã hoàn thành rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục tới phần mặt nước biển. Ở phần mặt biển này thì mình sẽ sử dụng màu khô. Thì kỹ thuật này sẽ là kỹ thuật khô trên khô. Thì khi mà màu mình tô nhanh và mình sẽ để cho cái màu mình không có thêm nước nhiều để tạo ra những cái vệt trắng. Thì lợi dụng những cái phần vệt trắng này mình sẽ tạo được cái phần bóng sáng trên mặt nước. Rồi, nước ở gần thì mình sẽ tăng đậm lên một chút. Và cũng như là tạo thêm nhiều vệt để cho cái mặt nước nó có nhiều sắc độ, từ màu đậm tới màu nhạt. Và chú ý ở kỹ thuật này thì chúng ta sẽ đi nhanh để cho tạo những cái vệt sáng. Giữ lại những cái vệt sáng của tờ giấy để tạo cái độ sáng. Rồi, ở cái phần gần bờ thì mình sẽ tô một lớp màu. Sau đó thì mình sẽ sử dụng khăn giấy và cũng như đám mây mình sẽ chậm để lấy sáng những cái phần đó để tạo giống như là bọt biển vậy đó. Thì ở cái phần này thì các bạn có thể sử dụng keo chặn. Nhưng mà đối với cách này thì mình thấy là nó đơn giản hơn. Tuy nhiên thì cái màu và cái độ sáng của nó sẽ không tốt bằng cách là nếu mà mình sử dụng bằng keo chặn. Thì một bài nào đó mình sẽ áp dụng cái sử dụng keo chặn. Rồi, ở bài này thì mình muốn nó khá là đơn giản. Rồi, ở phần trên này để lấy thêm phần sáng thì mình sẽ vẽ những cái đường cong, những cái phần để tạo cái bọt nước. Thì cái này mình cố gắng làm sao để mình cảm nhận nó tự nhiên nhất là được. Ở phần mặt đất thì chúng ta sẽ sử dụng màu vàng đất
và sử dụng tông màu nhạt, cũng giữ lại một chút sáng. Rồi, thì các bạn có thể là nhấn xem, nếu mà cái độ màu nó chưa đủ thì mình có thể là nhấn màu thêm nha. Vậy là bài của mình đã hoàn thành rồi. Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Bye bye!